ឧទាហរណ៍មានថៃមានឡាវមានកម្ពុជាជាដើមអាចនឹងមកសិក្សារៀនសូត្រទីនេះក៏ទោះដូចជាមានឧបនិស្ស័យបានជួយជួសជុលនឹងកសាងរោងកម្ពុជាស្ថាបគារព្រះវិហារព្រមទាំងគាត់សាលាក្នុង20ឆ្នាំយ៉ាងដូច្នេះហើយខ្ញុំកាលណាត់មកភាពមានសេចក្តីត្រេកអរជាទីបំផុតសូមអភិទោសដល់យាយតាព្រោះខ្ញុំកាលណាត់មកភាពជាប់ទៅរៀនបណ្ឌិតនៅហាណូយបន្ទាប់មុនមកមុនថ្ងៃកឋិនមួយថ្ងៃទេហោះទៅហោះមកដូចថាមកម៉ាត់ទឹកចឹងហោះទៅម
kết cu đi thả thao vị ca và chay để co sang dạng đôi lịch chẳng thế mà hiệp nâng miền ca kết cu rồi nâng anh thôi bôn xa mà kì thôi bôn ca xa mà kì không đấu bê na mũi dạng sạp sạp thấy người muốn để con nâng người muốn tẹt tuôn cho mũi bôn xa xa na nơi Campuchia miền ra sầm đạch trang phi cả đạc thấy bộ bò đàn ai ta nâng hai cái màu chô ruông bôn ca xa mà kì đầm bê nâng dân bậc quẹt co sang nâu quý chia sẻ tham quan sát nát mày dạng tế xôm bậc ca hành đi chia bài nhà hà sầm khăn ở đây chậm này quạt nền nè nó cứ tham vô khơi phần bản sinh năm còn lỏng hơi ca ôp thâm rồi bỏ ba sọc ba sĩ ca dây ta tốt đôi chia sẻ chết bằng phụ ôn để nâu chung vinh cái bài nó co sang qua là đá mùi mùi nó cứ cắm sky lọ ở cha nó và tay tham à rằm dạng đôi mình đấy bình đồ mình đã côn trao của mẹ với người bạn chạy phía xa chết hay là xa nó qua bật thôi đi chìa ba nhà hàng mũi sầm khăn để trao thì ca nên nếu qua trâu kết cu là xa giang nam đi về ta ban chỉ đẹp sáp với phụ ôn mùi mùi thôi vì nghệ mình nó sẽ ta sẽ đi sách sẽ ba nhà hoàn không ấy một cắt đi khai trong mùi mùi mò rạp rồi cái lỗ mét mò sạc xa thì số nó tin đi hay rồi nó khai tàu quên nó tôi chia bình đất tàu chia tôi chia lệnh theo quê cha bình đất tôi chia quý sự hoạt co tôi chia nè ba nhiêu bọn thì sẽ chân thêm ma phép nó hồi chết sinh thì mới qua là làm rồi mới đặt xa nó qua bờ thò chân tế không giá cao mà mãi năm đôi chưa ta cha bạn điệp ram pi sao mấy vậy ta ba chưa đẹp sao đăng qua đặt ma phép nó chấp đâm co sang nô pro here tụng cho cứ hình bụng một tầng hai lầu tiên pro xa hay thơm một thơm mà dễ tra kinh đal và trai bảy đặc rồi hốt đal ra xa đây được thiệt tầm co nô chọn cầm pool hay chẳng tế sập ngày nâng men quật bò sát để chia sẽ chết bằng phổ của tục để chia chết sát để nâu ở rộp nó kì mô tết sẽ là cách dàng chờ lên anh nó đi chia bần mùi để lục ta lục bàn sát chọp nhóm cả nạt mạp hiếp rồi hốt một đoàn sập ngày đi bây giờ mình chọp nâu sao mà nạc quật hay thơ ti thơ lẹp lẹ thằng múc hay rồi bọn rồi chờ bỏ anh nâu lâu thuê tiết nâng bàn mình chọp sập rục là chẳng tế thơm mạp hiếp nó trâu còn mưa cái lấy chia sẻ than để chui cỏ sang nó quên cho lần nó mới chui mưa chẳng tới phụ mông phụ mũ bên bên nhà đẻ xây cứ bên đây là lục tài cha phụng tăng ba sọ ba sĩ ca dây ta nó đồng quanh ở miền ở bàn đi sai cho mùi và sang một tí ní tục tục đôi chia ra mặt than đi vót ai vót mà nó có ban tự tu dây ta phụng bòi sát nó Campuchia dạng cho đến cả lực hơi ban ai có đám chia chân tố phụng tăng cả nặng đây chia cả nặng đáp rồi pi ông ban niệm một mục để sanh cái nó tin đến đây ai có đám khơi nó có chia la nông ca đặc xa nâu Phật sát sanh na và Phật thọ mày chứ có đây chỉ quân đây chia đây sang đây chia cả nặng nó có ai cái rồi nó đặc nam gì ta Phật bảo sát một Việt Nam nâu vọt mày chứ nâu của bạn mà đặt hết nó có scroll đặc xa nó niềm lọc bên này được chân này hãy nhầm cạn nạt mà phía của sông nó ở được quân đào đại chức quân của Phật ông Phật tăng dây ta ba sọ ba sĩ ca nơi Campuchia nâu nên nhạc hết đi cầm cần thơ đi bàn châu rùm ông cần thân đầu tiên nơi tới Campuchia về Phật đi tích tiết nước sông tài cha nó thơ cách nằm sạc ca và tạ trái Phật tăng thơ vị thi sầm sân thấy tẹt sân chung quanh bầu hè bảy chung dân miền đồng hàng cào để cho bọt tẹt sân chung quanh bảy chung hay quê và kinh đào bị khô xăng nó dân quê quê đồng cỏ lấy nhau mà tạm vì lấy dân quê đồng cỏ cứ mà chụp qua xăng ăn nam môi hay cách xăng nó cứ thay ai xăng mặt nông pe na để xăm cua và xăng là thua cách nông cào tròn chẳng tế ta nó xa bài hơi sầm rùa tôi tam đồng lợi cho cứ thay chơi tàu hết bạc liêu nộp liêu hay tầm bây nâng thư cách tỏa tiết chẳng tế bên đi ở dọc bên thà xăm xa rộp tầm bây nâng phục quân cam bì thi ở ta cha hay thầm hiệp xung phục quân cam bì thi là ta cha dân thư cách nâng mạng sạc ca dân nhạc nhôm tích tiết màu chuộc chung nâng hay bên cam bì thi đặc bát tiết bởi nhạc nhôm mình bán tiêm một rộng mến cứ thầy dân và kến của bạn tại vì thôi lúc cách nhà nhau việc rồi sang ở lâu nó sau ban ban ba đó tham gia phép ban ba tới chín mà phí số năm mình đã
đắp cái lỗ nó mà thay bài chẳng rồi nhà chẳng hạn bên đà bát là về khơi cầm sạt tới nhà nhau phần bài sai Việt Nam cái ai chui và kênh chẳng hạn bên đà bát là thay nhưng tới sáng lúc mình mau bị riết đau pel chăn đấy hoặc bên pel đã bên đà bát chẳng tới khi thà tôi tạm phụng sát nhân cứ thà lỏ nó giờ thôi đang chia cầm ru muối sầm rạp ở chết sạch thì xin cái riết sốt và đặt xa bên đà bát bài để pel đồng bát và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tăng, thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ cùng quý Phật tử. Sáng hôm nay là nghi thức lễ dân y Katina tại chùa Pitu Khosa Răng Xây chính thức được cử hành do gia đình thí chủ bà Lê Thị Mầu, pháp danh Diệu Tấn, đoàn Phật tử ở Phnom Penh cũng như tất cả chư Phật tử. Do vậy thì sáng hôm nay chương trình gồm có chư Phật tử lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới, người tắc bạch tác trình duyên sự dân y Katina, chư tăng làm lễ tuyên ngôn tăng sự. Sau đó chương trình thứ hai là khoảng 10 giờ chư Phật tử văn tập đông đủ, chúng ta thỉnh chư tăng đặt bát hội. Do vậy thì không có thời gian để sắp xếp chuẩn bị thỉnh chư tăng đông, chỉ thông báo các vị ở tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh lân cận. Chư Phật tử chúng ta gìn giữ theo cái truyền thống của Đức Phật, nghĩa là gieo duyên để đạt bát hội theo truyền thống hàng năm. Do vậy thì phần đạt bát hội, sau đó thì tới phần trai tăng. Do vậy thì hôm nay thì gồm có hai nghi thức, nghĩa là nghi thức của Phật tử Canh Lạy Tỳ Giang và nghi thức của Phật tử ở Phnom Penh, nghĩa là mình sử dụng hai ngôn ngữ Pali Khmer và Pali Việt. Do vậy thì cũng mong rằng gia đình thí chủ chúng ta rất hoan hỷ. Còn cái phần tăng sự để làm cho nó được thành tựu như ý muốn, tại vì chư tăng có đông các vị tăng sự cũng như tất cả các vị khác, cho nên là cũng báo với gia đình thí chủ sau cái giờ cơm của quý sư, nghĩa là tới khoảng 1 giờ thì mời gia đình thí chủ ở lại để thỉnh chư tăng làm cái lễ tăng sự. Thì còn Phật tử Phnom Penh thì tùy duyên để đi một số nơi nữa. Do vậy thì tắc bạch cúng dường quê đặt y bát tại đây. Sau khi xong rồi, chư tăng thọ thực xong rồi, tới cái phần yên lặng thì chư tăng sẽ thông báo cho gia đình thí chủ chúng ta lên làm lễ. Nó sẽ thành tựu phước báo. Cũng mong rằng gia đình thí chủ chúng ta hoan hỷ. Tại vì khi mà tắc bạch cúng dường á, thì Phật tử rất là đông. Nghĩa là khi đông ở đây thì quý vị đã chuẩn bị sớt bát. Rồi nhiều khi nghi thức tăng sự của chúng ta nó không được đầy đủ thì nó lại thiếu thành tựu. Cho nên thì mong rằng chư vị hoan hỷ. Trước sau thì trong ngày hôm nay quý vị cũng sẽ tới nhà. Và cũng mong rồi phần sáng hôm nay thì phải nói rằng là gia đình coi như là chương trình rất là thông thoáng. Chút xíu nữa sư sẽ giao chương trình lại cho cụ đại diện ở Phnom Penh. Cụ cũng biết tiếng Việt rất là rành. Và cũng ở đây quen sống ở bên kia thì cũng vận động Phật tử để hướng về cội nguồn, hướng về truyền thống để thông tin để cho các Phật tử ở ngoài nước họ hiểu được giá trị về cái Phật giáo Nam truyền của chúng ta rất là gìn giữ được lâu đời ngàn xưa. Do vậy thì cũng mong rằng chư vị hoan hỷ. Phải nói rằng là thời tiết hôm nay thì so với các ngày khác thì nó có thay đổi, nghĩa là tiết trời dịu dịu mát, nghĩa là muốn thử lòng của Phật tử chúng ta, nắng mưa chúng ta có vượt khó đến để tham dự hay không. Theo thiết nghĩ rằng là cái lòng hoan hỷ trưởng dưỡng của chư Phật tử chúng ta dù nắng hay mưa thì sẽ đến, sẽ đông đủ thôi. Và vì cái thời tiết nghĩa là ban phước mát trời để cho Phật tử chúng ta đến dự lễ cho được an vui. Do vậy thì hôm qua vì đoàn Phật tử đến cũng rất là đông, cho nên là cũng thông tin một số cái tình hình, cái chương trình nó cũng có kéo dài để về vấn đề hùng phước đó mà. Và thông qua cái danh sách hùng phước để đi làm lễ dân y các tỉnh như là Bạc Liêu, ở Trà Vinh và thành phố Vũng Tàu, đó là hướng cái đoàn sẽ đi. Cho nên là đoàn vừa làm lễ xong thì chư tăng thọ thực rồi Phật tử dùng cơm rồi họ sẽ đi Bạc Liêu.
Cho nên là phần tuyên ngôn tăng sự sư cũng xin thông tin đến cho quý vị gia đình Phật tử chúng ta liễu tri, nghĩa là mình không phải làm tuyên ngôn tăng sự lúc này mà một cái lúc nào đó nó sẽ tốt hơn. Dạ, sa thú, sa thú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chư Phật tử Việt Nam chúng ta sẽ làm lễ Tam Bảo bằng tiếng Việt. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời, dục giới cùng sát giới, chư thiên ngự trên đạch núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi còn bãi đất liền hoặc Phật đang thành chánh giác.
mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thương ngự rõ tâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều à động sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới giờ này thì xin trân trọng kính mời toàn thể gia đình Phật tử thí chủ chúng ta đội y bát rồi tứ sự để chuẩn bị nhiễu Phật ba vòng chánh điện. Sa thu sa thu ni an mô ti nan hay sa thu ni sap pro pro srei me dung sat hia sam dai nau chatana da ba ri sat bà đại bồ tát sa chế ma ha pa nhau ni nẹt tương lai miền sát thiê vi sát phàm phái đại chất thua bon của sa ni nay lên phàm quân nông quân bồ tát na pra prom ang an pra arun na thập đại sôm phàm ni nẹt tương lai an đại tân sai tân tăng sát thật nâu than pi rom sôm lộc oai phua smak sa phun ariy sôm sọc sa bay sôm sa day yeng yam phan nang yu tra prasar sai sap thay sau praput patha prasang sọc su api rom ni pien kia trai ku sal ni nek ơi pi sai dat na chet han o dam pi rom bo phai chet han ku kap soi su sọc han ta sôm ku sal roba ah lộc a nek dai ban tang chet hơi phát na hơi nô cổ sôm cổ sáu ni tay tam đối tan một chuôi dùng sáng nông ăn cái gia đẹp mây chẹt ra đẹp xa ơi sọc hà miên cun chân bông bay mơn buồn bòn chuôi ơi pra chạc nâu ác cổ sáu tục ca cụ ca xa ra hăng bó đi sát dược nhầm sôm tăng sạch thi quê cha lớp đây bằng công bằng năm quan trên sôm và nhân loài hoan hỷ tu a nam mô tề ni sôm a nam mô tề ni yộc mạc phal riêng riêng luôn ba thu sa thu lành thay cả sa quay đức chi bằng sắc ca vàng thánh chúng con làm trong ngày hôm nay. Sa thúc lầm thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lành phước báo đại lệ dân y ca sa ca tí na của chúng con làm trong ngày hôm nay. Sa thúc lầm thay. Ngài nay tiện tinh Sa
thu sa tu re anu mô tê năng ai sa tu re sa pa ra pro srei men đuông sạc chia men sạc đánh nâu chất tân nam nó bò đi sạc bò đi bồ sạc sạc chế mạ hà bài nhó ni nè tương lai men sạc chia vi sạc pram prai lại chất thơ bòn gu sàl ni nế châm ràn phàl côn khăn ông bút vật sạc sạc bà prum ong an bà ra rôn thập bà đầy sôm phàl ni nè tương lai an đại tra sạc tổ tăng sạc thật nâu thàn phì rôm sôm lô ôi bò sạc mà sa phụn rễ sôm an mô tà nia sôm an mô tà nia yok mạc phàl riêng riêng khuôn chư tăng quang hỷ lạnh thâu cánh lạnh dẻo dâm để hầu mai sau nguyện chúng con làm trong ngày hôm nay sa thu sa thu re anumotianang hay sa thu re sapara pro srei mien duong sathia samdaeng nau chatana da barisat baribo samasa che maha panyong ni neak tang lai mien sathia visat pram prai padachat tveu ban kusal ni nei chamran phal kon knong putta sasana pra prom ang an pra arun thapadai sôm phal ni neak tang lai an dae tra sat to tang sathat nau than pi rom sôm lok oy pu samasa punari ai sôm sap sabai su sdai yeung nyam tonang kư tra pra ta srai chrap thvai tau pra put pra tha pra sang sap su pi rom ni pian che trai kusal ni neak oy pises kadat na che than odam pi rom bo pha che than ku akop soy su sok kha ka sôm anumotane sôm anumotane tatuol mak phal rieng rieng khluon Nguyện mau thoát khỏi trần lao tổ hành tinh tăng tiêu giao đảo màu chúc cho Phật pháp bền lâu thắm nhuận trăm của chúng con làm trong ngày hôm nay xa thuốc lầm thai xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lành phước báo đại lệ dân y ca sa ca ti na của chúng con làm trong ngày hôm nay xa thuốc lầm thai chúc mà cho cả thai chúng sanh hỏi đầu của chúng con làm trong ngày hôm nay xa thuốc lầm tai sôm an mô tà ni a tu xa tu lành thai tại mình đang bảo rộp nâu bị thi cách xa xa nạ đi dũng nhằm bà kà nà thamá sôm cổ rộp an nâu ca chô ruộm nâu cổ sao chả thá rộp bọ bút tập bò để sát tăng chát tổ tư đại bàn bẩm bênh nó không bị thị bọn ông cả thân ở tiên đi đôi miền cô tận niêm đường bạc hạt tiêm khang còi đi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đoàn nhĩ phật đại lễ dân y ca thi ná tại chùa Pí Tu Khô Sa Rang Xây vừa được thành tựu viên mãn và được tôn trí tại phật điện tiếp theo chúng tôi xin được thông qua phương danh của gia đình thí chủ của toàn thể chư nam nữ Phật tử hùng phước nhân dịp đại lễ dân y ca thi ná sáng hôm nay tại chùa Pí Tu Khô Sa Rang Xây thành phố Cần Thơ có phương danh như sau: ngày chủ nhật mùng 6 tháng
10 năm 2016 nhằm ngày mùng 7 tháng 10 năm Bính Thân Phật lịch 2560, gia đình thí chủ Lê Thị Mầu, Diệu Tấn Cai Lại Tiền Giang, đoàn Phật tử Phnom Penh, đoàn Phật tử Campuchia, phương danh Phật tử Hồng Phước, dân y Ca Thi Ná và Tứ Vật Dụng, gia đình Nguyễn Thị Tuyết Lan, pháp danh Ngọc Ngợi, gia đình cô Mai, gia đình cô Ba Tứ Sự, Tứ Sự, anh Tiến Bông Hoa, Minh Thành Vật Thực, cúng dường vật thực, Út 12, cô 6, cô 7, Bánh và Tứ Sự, bé 6, cô Sina, Ngọc Nguyện, cúng dường phần nước, đầy cúng dường đến chư Tôn Đức và đến tất cả toàn thể chư nam nữ Phật tử. Gia đình cô Mai và cô Ba 100 phần, gia đình Ngọc Ngợi một bộ đại y, gia đình ông Lưu Long Hiệp, gia đình bà Mạ Quý Chi, gia đình ông Văn Mông, gia đình ông Lưu Tính, gia đình ông Lưu Vĩnh Minh, gia đình bà Lưu Thị Mai, gia đình ông Ngô Đức, gia đình thầy Hoàng Anh, gia đình Lưu Trân Trân, gia đình cô Ngọc Hiền, gia đình Thị Mười, gia đình Trần Thanh Nam, gia đình Trần Thanh Lâm, gia đình Trần Thị Ngọc Nữ, gia đình Trần Thị Ngọc Hạnh, gia đình Trần Thị Ngọc Hường, gia đình Trần Thị Ngọc Hiền, gia đình Trần Tấn Đạt, gia đình Huỳnh Gia Hân, gia đình Thị Thảo, gia đình Lâm Thị Thi, gia đình Lý Ngọc, Lý Thị Ngọc Kim, gia đình Ngọc Mỹ, gia đình Trần Hoàng Huy, gia đình Lê Thị Cẩm Hồng, Nhân Ngọc, gia đình Lý Minh Đạt, gia đình Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyên Ngọc, Đoàn Nguyễn Nguyên Phương, gia đình Vương Văn Minh, Lý Thơm, Lý Văn Cường, Huy Tâm, Lý Minh, gia đình Phan Thông Tư, gia đình Nguyễn Thị Hưng, gia đình Đỗ Thị Ngàn, gia đình Phan Thông Sang, gia đình Lê Thị Tám, gia đình Nguyễn Văn Cấm, gia đình Sơn Cao Thanh Loan, và toàn thể chư nam nữ Phật tử Hùng Phước Vật, Hùng Phước Dân Y và Tứ Vật Dụng, gia đình Như Thanh Ngọc, gia đình Như Thanh Phước, gia đình Như Vệ Ân, gia đình Như Vệ Hải, gia đình Như Tấn, gia đình Như Phước Huệ, gia đình Như Huệ, gia đình Lê Thị Cát và gia đình Tiến, cùng toàn thể chư nam nữ Phật tử gần xa về đây tham dự Trung Hùng Phước Tứ Vật Dụng và Y tại đại lễ Dân Y Ca Thi Ná Som A Nô Mô Tịnh Ni. Tiếp theo là phần lễ bái tâm bảo, xin được trân trọng kính mời toàn thể chư nam nữ Phật tử hướng tâm về Phật bảo để tỏ lòng tôn kính và đảnh lễ và lễ bái tâm bảo som korop nhật nhôm Phật Bà Đề Sát tàng o đâm bay bay phạt thọ can Phật Thiên Sanh prop no bị thi sa sanh đi yom mặc cách đâm bay korop rum lực đal prabharom sama samput som a no mo tani som korop trên lục đại cha no pre chen cha Campuchia po Som Anamotani Som Anamotani Pon Tăng Hai Katana Tien Samaki Miet Phật Bà Sát Việt Nam Nâng Phật Bà Sát Campuchia Mà to ta ta đi xuống Kuro Bình Chơi Ở lúc nè sắp rõ chất Pon Tăng O Dư Nam Bay Đã Thuơ Bát Tà Ma Sư Ka Sama Tien Sơ Hai Nâng Dương thua cam thí về trai kỳ vô tại ba tầng hai dông vô tầm khó túc trong vô pra phép pra bút pra thô prôn tên pra sống được thay số phút mơ thật tầng ơ dương đại khách không chậm nai trọc thân thiết thua tầm na thông dân ra vì bà tế Campuchia miễn cho miễn chậm nai lâu đó chai hai có miễn ca lập bác thăng lâu cái đây miễn ca lập bác ca hôn chọc thôi tầm ná cái đây còn sắp chất ta xu tầm bay dương thôi tầm ná mọc căn quát bị tu khô xạ ràng dây tầm bay dương miên trai kì vò cả thân ni xâm ra bà xong ca khổ an xong tầm tại ban bà xong ta tu tên pram an xong pram dương nhà thôi cả ba ta an xong pram tôi tụi khỉa xôm an đô mô tà nìa bôn Samanta Chakawale Sokata Kachanto Devata Satthome Muni Rijasak Sonanto Sakamokate
ដែលវតាទាំងឡាយក្នុងចិត្តខវាទាំងឡាយដល់ជំនាញសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាទៅក្នុងវត្តពិធុខោសៈរះស័យទីក្រុងបិទស័យនេះដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាឱកាសខ្ញុំសូមអរតនាទៅព្រះឆ្នាំមាទាំងតាមព្រះអង្គសូមយាងបារមីម្ចាស់ថ្លៃមកកុំនៅនាងកុំឡុងទីតានីណា ព្រះកុសលធោកោណកៈមនោប្រកាសបោសំណាក់គោតំប្របរំពុទ្ធោប្រមេតាយោពោធិសត្វថ្លៃព្រមទាំងប្រធោជ្រាលជ្រៅបវរប្រសើរពេកក្រៃ៨ពាន់មួនមើលធម្មខណ្ឌនោះនៃរបស់ចិនស្រីដតៃរាល់អង្គព្រមទាំងប្រសង្ឃសាធិត្រង់ជាពុទ្ធពុទ្ធត្រង់លះតណ្ហាប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមអត់អរកាយវាចាដោយដៃចិត្តនៃខ្ញុំសូមកម្ចាត់សត្រូវនានាទុកសោកគ្រោះគ្រាសូមមានបាត់ទៅក្បីមានខ្សែសំឡាយសូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធប្រសើរបំផុតក្នុង Nắng tê và ta trong tra tê sna rõ tao sát chẳng ơn ơi ta lâu cân ta nè ไปเมษแสสลายสมอนุโมทนาบุญกุศลสมอวยพระพุทธสมอวยพุทธภาษาแต่งคำเกียรติแต่งเวียดนามยืนบานจูบจักรีสุขจักรีกำรานครบครบนี้บัดต่อมาตอนนี้ยืนตั้งจัดสมาธิในจัดสร้างต่อคืนมุ่งแต่สมาธิส่งตั้งจัดกราบไหว้บังคมประสังครบครบนี้ต่อกายเวียนจัด กายวันตนีกายวันตนีกายวันตนีสมอนุโมทนาtiếp theo phần nghi thức là phần thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo sau phần lễ bái tam bảo. Do đó ban tổ chức xin được trân trọng kính mời gia đình thí chủ và toàn thể chư nam nữ Phật tử hướng tâm về chư tăng và làm nghi thức thọ trì tam vi và ngũ giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sôm cầm chênh lục tài chả nè nòm nhịt nhu Phật tập bò đi sách sa ma tiền Uka sa mayang phạm đê vi sô vi sô ra khá na tha ya tê sa ra nê tam quy và ngũ giới nơi tam
Quy tranh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con sanh văn dở đều học là quy tranh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư thiện nam tín nữ cùng quý Phật tử ráng thọ trì tam quy và ngũ giới cho hết trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ sanh văn. Chúng sanh được về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát tức là nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy chư thiện nam tín nữ cùng quý Phật tử ráng thọ trì tam quy và ngũ giới cho hết trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Xôm a nô mô ta ni a tô sa tô lành thai rồi âm pi pi thi cơ rục sa ma tiên âm pi sam nạc pra sông pra tha pi thi bon ca thân đề tiên kia rục cơ rục bọc ca thân đề tiên nụ cư pra sông nhật nhôm sa tô sa bra tăng ốc Wat Aram Nani Muối, Bersen Bờ, Miền Bờ Song để công chăm Pravasati, Bí Sẽ Cư Prapikho Song công chăm Pravasati, Wat Aram Núc, Mình Ai Na, Đường Praprut Nâu, Cát Thân Đà Tiên Bàn Lời. Bí Sẽ Mùi Tiệt, Nhật Nhôm Sa Tổ Sa Bà Rọc Tạng Ốc, Để Chân Nhạc Miền Sở Thiê Chỉ Đạt Lai Yol Chắc Bác Nâu, Praputta Sa Sá Trong Sầm Đền Thà, Tho Nương Vị Ní, Rọc Bọc Pra Sama Samput, Mình xâm đau châm phục bộ phần nào mùi lấy. Cứ lúc nạc nạc bỏ tỷ bà lọ, lúc nạc nạc bỏ tỷ bà trấu, lúc nạc nụ nâng bàn nâu sạch đầy sốc, sạch đầy châm rãn, nâng lúc ni, nâng lúc hàng mục. Nhật nhôm xa tổ xa bỏ rõ kỳ lịch mộc mớ, nâu vọt bị tiêu khô xa ràng xây, đất nằm đòi bà đê bộ quân bà giá thị ca trông bà niêm ly húng. Nâng tin đi. Nhật nhôm xa tổ xa bà rõ nâu bà rìa chìa này chạy Campuchia phóng. Nhật nhôm bà tập bà đi sát nâu thì cùng cần thơ này phóng nâu thì cùng xinh xinh tiết để bàn bà rộp nâu bì thi bọn cả thân là tiến. Ôi miên phía bà la rực át thức át thom này lành. Nếu như ở khlây mọc thả bì thi bọn cả thân là tiến rộp bà đi bà khôn nâu và bì tu khô xa ráng xây đất nằm đòi bà cháu á thị ca trông bà niêm đi hùng ní. Miên đào tư bì chôn chiệt và cứ chôn chiệt khám ai ní muối nên chân chết kinh đi phì. Đôi chân nó, dương cầm phung tè, cổ rộp nâng pra tị bát, sở lãnh nâu pra sở mạ sàm phút. Cao nà bởi ốc lúc xa tổ xa bỏ rộp, cổ rộp sở lãnh nâu pra sở mạ sàm phút. Dương chưa chạy tha, nâng bàn nâu sạch đầy sốc, nâng sạch đầy chậm rãn, nâu khăn lúc ní, nâng lúc kháng múc xóm á, nâu mô tà ni. Nam mô, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngàn năm còn ngát hương hoa, gương lành công đức, cà sa cúng dường. Từ đây thâu đến mười phương, đưa người con Phật thoát đường tử sinh. Sau phần nghi thức, thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo. Tiếp theo là phần tác bạch duyên sự cúng dường trước sự chứng minh của chư tôn thiện đức tăng. Phần này chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng kính mời gia đình thí chủ Lê Thị Mầu, pháp danh Diệu Tấn, thành phố Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, có đôi lời tác bạch đại diện cho các thí chủ trong buổi sáng hôm nay. Chúng ban tổ chức xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xôm a nô mô tê ni. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng cung kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa quý ông bà, quý cô tư nợ, quý quan khách, chính quyền địa phương cùng chư Phật tử gần xa, kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, hàng năm cứ mỗi độ mùa mưa về, bao cánh chim trời bạc gió tìm nơi trú ẩn. Cũng thời gian đó, chư đại đức tăng trong Phật pháp cũng dừng bước dân du, tự chọn nơi
an cư kiết hạ để tạo lợi ích cho bản thân và cho cả thân nhân. 3 tháng an cư kiết hạ trôi qua trong sự nỗ lực tinh thần tu tập của chư đại đức tăng. Giờ đây những cánh hoa công đức lại có nhịp rộ nở trên tay của hàng Phật tử. Bể đế gần 3.000 năm bóng y vàng vẫn còn nguyên vẹn. Những chứng tích đó chân lý ngàn đời, những dòng suối ngọt ngào của lòng từ bi vô hạn vô lượng, không bao giờ khô cạn. Lý tưởng giải thoát và hóa độ chúng sanh, chính vì ý nghĩa cao đẹp đó, một hình ảnh tượng trưng cho chân lý từ bi giải thoát vào phước điền của chiếc y vàng được mãi mãi nói truyền đến tận đời sau. Tam y quả bát chân truyền, đời sau dẫn mãi phước điền chúng nhân. Thành tâm lễ bái cung dân, gieo duyên giải thoát muôn phần an vui. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa quý liệt vị, bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng còn, chẳng bao giờ mòn. Đức tuy không thấy mà còn, tài tuy thấy đó mà mòn không hay. Chúng con vẫn biết, tự biết chưa có phước, duyên lành nay đã hội đủ. Nhờ oai nghi tam bảo, vậy hôm nay ngày mùng 7 tháng 11, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2016 nhằm ngày mùng 7 tháng 10 Bính Thân thật lịch năm 2560, gia đình thí chủ chúng con là bà Lê Thị Màu, pháp danh Diệu Tấn, và các con đã phát tâm công sạch làm thí chủ chính thức cuộc đại lễ dân y Cà Sa Ca Thi Ná theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông. Năm nay tại chùa Bù Ti Bô Sa Ca Răng Si Diễn Quang, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trước tiên chúng con xin thành kính tri ân ngài Thượng Tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Bù Ti Phu Sang Răng Si Diễn Quang, đã hoan hỷ chấp nhận lời thỉnh cầu cho phép gia đình thí chủ được tổ chức cuộc đại lễ dân y Cà Sa Ca Thi Ná. Gia đình thí chủ và Phật tử chúng con xin thành tâm và cảm niệm ân đức của quý ngài Đại Đức Tăng đã hoan hỷ quang lâm chính điện chứng minh và tác thành cho cuộc đại lễ được thành viên công đức. Kính chúc quý ngài pháp thể luôn an khang, tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố, sớm đắc kỳ sở nguyện. Một lần nữa gia đình thí chủ của chúng con cũng xin thành kính tri ân và cảm niệm ân đức quý chư tăng cùng các cô tư nữ đã hoan hỷ nhín chút thời gian quý báu dân tập chùa về chùa Bù Ti Phu Sa Răng Si Diễn Quang, thành phố Cần Thơ này hoan hỷ cúng dường trung hùng phước, người ít người nhiều làm cho cuộc đại lễ dân y Ca Si Ná theo truyền phấn Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông thêm tăng phần phước báo. Phật pháp được trùng tu do tăng ni hoằng pháp, thiền môn hưng thạnh do Phật tử phát tâm. Kính chúc quý liệt vị và gia đình vô lượng an lạc, giảng sự các tường thuận may trong đời sống và duy trì hộ pháp và hành pháp. Do phần phước báo phát sanh trong ngày đại lễ dân y Ca Chi Ná hôm nay, chúng con xin hồi phước đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Ta Bà, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngụ chung quanh ngôi chùa Bù Ti Phu Sang Răng Si Diễn Quang này.
cầu xin các ngài quán hỷ thọ lãnh nhận hải mất, hải mất bảo đến các thầy tổ, nhất là Giác Linh Cố Đại Lễ Hòa Thượng Ấn Lâm, Cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Lạc, cùng hương linh cụ quyền thất tổ, ông bà cha nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp của chúng con quá giảng, đã quá giảng đến đây thọ lãnh phần phước thanh cao này, được sớm giảng sanh nơi nhàn cảnh y theo ý nguyện, may trời lòng lộng không phụ kính công cha. Và kính chúc phúc cho mẹ có nhiều sức khỏe để tu hành tung tấn, nước biển mênh mông không đông lại tình mẹ. Do phần phước báo phát sanh trong ngày đại lễ hôm nay, đại lễ dân y ca chê ná, hôm nay chúng con phát nguyện được phát sanh ba loại tài sản: nhân sản, thiên sản và thánh sản. Nhất là được sớm giải thoát trong tương lai và đồng đều nhau cả thể, ngàn sao còn ngát thương qua, gương lành công đức cà xa cúng dường, từ đây thấu đến mười phương, đưa người con Phật thoát đường tầm luân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại ba lại. Sa som a do mo ta ni tớ xa tớ lành tay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo của đại lễ dân y ca thi ná mà chúng con làm trong ngày hôm nay. Xa thứ lành thay. Y hoàng bốn Phật ngày xưa, nghìn năm tiếng Phật bây giờ còn quang. Chúc duyên vì hội y hoàng cho lòng thanh thoát vệt màn tử sinh sau phần lời tắc bạch duyên sự. Trước sự chứng minh của chư tôn thì đức tăng của gia đình thí chủ Lê Thị Mầu Pháp Danh Diệu Tấn đại diện cho tất cả các thí chủ trong buổi sáng hôm nay. Tiếp theo là phần Vê Y Ca Thi Ná cúng dường đến chư tôn thiện đức tăng. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời gia đình thí chủ Lê Thị Mầu Pháp Danh Diệu Tấn đội y bác xôm cờ rộp nhật nhôm phụ tập ba đi sát sa tu sa bà rò tàng ốc tàng chất nâng cổ rộp rùm lực đòl A-ra-hân sa-ma sa-m-put prom tang cổ rộp rùm lực đòl sa-vạc rộp bọc ra-sa-ma sa-m-put đèl nhiệt nhuông phụ tập bọc đi sát cầm phung tè cổ rộp nâng thoai bởi kênh nâu ong cạch thân ở tiền. Xin toàn thể gia đình thí chủ chúng ta hãy tác ý hướng về tăng đoàn thời Đức Phật, bởi vì đại lễ dân y ca thi ná nguồn gốc của đại lễ là do sự có chư tăng, là có tăng đoàn. Nếu mà ở chùa nào hoặc ở một cái quốc gia nào mà không có tăng đoàn thì ở chùa đó và ở quốc gia đó không thể cử hành đại lễ dân y ca thi ná. Giống như chúng ta, đất nước Nhật cũng là Phật giáo, đất nước Trung Hoa cũng là Phật giáo, thế nhưng tăng đoàn thì khác hơn cái Phật giáo Nguyên Thủy, do đó đất nước ấy không có đại lễ dân y ca thi ná giống như chúng ta. Som nhật nhuông phụ tập ba đi sát trang Campuchia trang Việt Nam a nô mô tân ni sa thô lành tay. Som cơ rộp chênh lục ta cha bà chăm nô Campuchia đất nòm nhật nhuông phụ tập ba đi sát tặng ốc thua nô bị thi về ông cả thân nật tiến rùi móc cứ som chuôn nô. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời A cha hướng dẫn gia đình thí chủ Lê Thị Mầu Diệu Tấn pháp danh ngọc ngời và tất cả chư nam nữ Phật tử Vê Y Ca Thi Ná cúng dường đến chư tôn thiện đức tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra To Sa Ma Sa Mu Đà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Phan Tê
ri wa răng ca ti na chi wa ra nu sang bi khu sang kha sa o no cha ya ma sa tu no phan te bi khu sang kho imang sapariwarang katina jiwaradut sang mitiang hatu patihai toja imina dusena katinang Atharato Amhakang Dikharatang Hitaya Sukhaya Dutiyambi Tatiyambi Bạch quá đại đức tăng. Chúng con xin thành kính dâng y Katina cùng với những vật phụ tùng này đến tỳ khưu tăng bạch đài đức tăng, cầu xin tỳ khưu tăng nhận lãnh và thọ dụng y ca ti na cùng với những vật phụ tùng này cho chúng con được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Dân y lên cho sư. Som A Na Mô Tát Ni. Xin chư thiên huệ nhân loại hoan hỷ phước báo của đại lễ dân y Ca Thi Na mà chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Sa thố sa thố lành tay. Som Krup Nhật Nhung Phật Bà Rê Sát Tăng Chất Phrom Tăng A Tư Thán Nô Sát Thịa Chirat Thala Rạ Bọc Luôn Krup Nhật Nhung Tà Chà Nô Campuchia Nè Nôm Nhật Nhung Phật Bà Rê Sát Tăng Ốc Phrom Nô Phí Thị Vê Phật Chạy Buôn Thoài Phật Kinh Đạo Phật Sông Som A Nô Mô Tà Ni Sa Thục Sa Thục Sa Thục Chúng ta thông tâm năng Phật Bồ Sát Thầm Chết Tra Pì Campuchia Hai cọ ban Hai cọ ban Chắc chai nào trai kì vò Tâu tam Vịt ni rô bò Phật Sám Ma Sám Phật Rồi có khát khâm Đoàn hai Cả thân là tiên mà ha sa mạ kì Miên trai kì vò Một tâm cò tục nông tì ní Giữ trong tàng lai Sôm bằng ôn Grab thoai bằng cung Chăm phố lục មច្ចាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពដល់ពុទ្ធប្របរិស័ទជនជាតិវៀតណាមនិងសូមគោរពដល់ពុទ្ធបរិស័ទកម្ពុជានិងបណ្ដៃប្រគុណលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តមកអំពីកម្ពុជាដើម្បីតាំងចិត្តយើងនឹងសម្រេចបុណ្យកុសលក្នុងអូកាសពេលនេះហើយទី 1 យើងត្រូវវេ កថាណទានឲ្យទៅតាមពុទ្ធដីកានឹងតាមវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃបានក្រាលគ្រងទាំង 30 มันอาจយើងចូលទៅឬក៏យើងវេរួចហើយយើងលើកត្រៃប្រគេប្រសង់បានឡើយគឺយើងគ្រាន់តែវេជាភាសាជាចិត្តវេចារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះរួចសាច់ជាស្ថាពរវេរួចហើយយើងអត់ប្រកាន់ថាណត្រៃនេះបើអញត្រៃនេះបើអាត្មាអញត្រៃនេះបើលោកតានេះលោកតានោះឡើយគឺវេរួចហើយជារបស់សង្ឃសង្ឃនឹងកាត់ចែងយកទៅ
chặt chẽ sầm rạp cà chua được ông na ông nát sạch để lục tê dưới ớt men sứt ấy tầm bấy to quá to thì được lời chẳng tê xôm nhiệt yếm mệt ta chơi ông pi vị nấy cả thưa cả thân là thiên lấy men vị nấy mình men đôi chẹp quân là tê chẳng thưa mặt khai pi khai bay khai cả ban cứ cả thân là tiên thưa ban tái mùi ngay mà rồi khai sợi rồi tao ngay tập làm cả khai cả đất cứ chọc ta tầm mòn bảo quát na đại men phật song quát đúc cả men ai tự tu cả khổ cả thân ban này hai bảo quát na tại lúc mình ban căn bảo xa ระยะไปคายกรรมอาตัวกราครุกท่านนิบาตได้บางจังเตกท่านไปบาทเถอะต่อตามไปในครั้งนะสมมิตาเจียบสมอาณโมตนีสมตังจัตนโมตะออกคะแนนยืนคำเพียนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบะยังภันเตอิมังกะทันเจวรังสานิสังสังสังกสะเตแม่ตุเตยามเปมายังพันเตอิมังกะทันเจวรังสานิสังสังสังกสะเตแม่ตาเตยามเปมายังพันเตอิมังกะทันเจวรังสานิสังสังสังกะสะเตแม่บ่เปิดประกมตายสังดาวจำรานายขยมประการนาแตงหลายบานจัดใจให้นาวตรายจีวอบังแฮนอบบอกบังกอลตกน้องตีนีสรงเวประเกณฑ์จำปัวประผิดหกซังแต่กองจำประวสาอัตรายเมียน้องปุตตะสัยมาวัดปีตูคุสะแรงไซตีกรองเปรตเปรตไสออกการยะไปไข่บ่เปิดประสังต่อจำราหน่อยสมประสังเมตตาตัวโยนาตรายจีวพร้อมแต่งเครื่องบริคานั่งเครื่องซองกะเลียบได้เยอะเครื่องแต่งลายบานนอมมอกตกบำกอตกขนมตีนีบ่เปิดประสังตาจำรานายบ่าประสังบานตะตัวหายโสเมตาโยทรายชีวรอบอกเขียงปากการณาแต่งลายดำใบกาโครงตะจอดำใบนังบานอานในสองปรามนั่งบ้านอาในซองนั่งบ้านอาในซองดาวเขียวปากการณาแต่งลายพองออกาเกียงไว้เต้าหอมอวิระปีตองพองอวิระใบตองพองสมอานโมตเนียสมอานโมตเนียกรบกรบขณีxin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo của đại lễ dân y Katina mà chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Sa thụ sa thụ sa thụ. Rồi ông Pi Pi Thi về nâu ông cả thân đã tiến thoại bị kinh đòi Pra Pi Khu Song để con châm Pra Vật Sa Nhiều vọt bị tu khô xa ràng xây đất nòm đòi và đầy bậc quân bởi chào ATK trong bởi niềm lý hôn bàn xâm rạch chia sạp bộ. Sau phần nghi thức
cúng dường Y Kathina đến chư Tỳ Kheo Tăng đã an cư kiết hạ tại bổn tự. Đối chân xôm cổ rộp trên lục đại trả thua nô cảm ưu thi chìa bình tỏ tiết xôm A Nô Mô Tà Ni. Khiêm Prakarana Tàng ọc ni chìa bụt bọt sát cảm ưu chìa miên tàng pra song tàng pra mùi ong đài lục ban nì môn chú rùm thăm dạy tra tăng hai trái kỳ vô cà thân tiên mọc tầm khoa tục thông tin ni hỏi có ban quê trai chỉ vô tàu tam pra vị này đại pháp sa ma sa phốt trọng trọng an nhạt đối chân hai bản tốp tốt tốt nít khiêm bạc nà tàng ọc nê kò miên bạch chay kì hào tha sầm rạp ôm trái kò chìa bạch chay sầm mẹp tục tắc ôi lúc mạch chá chìa bạch thiên song vọt bì thu khổ xa răng xây đầm bầy kò sáng chìa bản tốt tốt tiết kà nà bạch chay khiêm bạc nà nít kò lúc mạch chá kò xùm nâng phút bó sát nhét nhôm tàng ọc xùm mì ta chế mình men thăm yết tra rồi bóc xem cái na cứ bóc tại vót bị tu khổ sạ rèn xây tại mùi tế cứ xem cái na nặng men vót hàng số quan sẽ lấy sạc cô tam phốn hàng hạt bạc liễu co men trai chỉ vót nặng bạch trái sầm rắp co sàng tay hai vót mình đi sạc cô ta bằng phân đại chia sọc cầm na rồi bóc xem cái na lúc xem cái na nặng vót trai mùi mùi trai dục tập bậc kinh bậc cao át ca sát thị ba lão sinh chốn năng bậc trái sám ép co sang kara cầm ra rung bay đại cầm bông co sang hai bàn to bóc cọ ban thuê đầm nơ tàu căn khét tây dinh đầm bay nón phút bò sát tàu mơ tam chữ tiêu đại ốc nhà sinh tuy ban tâm trong chốc ấy lâu nấc đốt lợn phải làm ốc tàu hơi hai nằng ban tàu mơ tàu quát sát khmai cam phụ chia cầu nhớn cư miên sra dị sai cú sra cú cà nà sra cú đại miên bạc vọt tà sát ọ chà ràn sát tà vọt mọc hai nàng mơ tì sả rạ mần tì hai nàng thuê tầm nà trong cõi tàu can vọt tẹc hình nà sát thà rám đầm bây dột trai chì vò nàng bạc cháy co sáng tàu bạc kênh vọt nút hai nàng nó bạc bò sát bàn tàu khơn ca co sáng cà lòng mọc miền chân đao mùi con mà rồi mát miền co sang cốt mùi khăn non tại sập hai bàn sầm rách kia sạch thao phù hải tài bành chân tê khăn ngọc ca ní khiêm cà na có miền bạch chay đuôi sạch tăng nát lùm chá xôm lục cha mẹ ta chế con ta miền chùm nuôn xam sập liên tông tế cà na xong chìa mùi nàng bất bò sát Việt Nam dương tấu có bà hai chìa nàng bàn chân cà na mùi giang tiết bạch chay đại khăn cà na tăng ọc ní bòm rong nâng miên bạch cháy xâm rạp rõp bát bạch kênh bạch xong công trăm bạch xa tên bạch bụt ống nâu quát bì tu khô sạc ràng xây ní có nâng miên chùm nuôn tôi nạp bạch ấy họ bạch nơi anh nà nà pi liên chất sập bọn đồng pi liên chất sập cả pi liên bằng bởi lỗi bọn đồng là nó dòng tin đi cứ xâm rạp bạc kênh bạc sáng tài tàu rọp bạc thấy công nâu nồng hoạt dương đi chậm nuôn bằng buồn ống xôm mê ta lụng chát chặt chèn cho hai bạc tốp bọn ấy cứ khám cả nà có xôm lực ổ ca ní có khuyên ở quay tàu thật thiệt thế cứ tha nâng tốc đắc bạc chạy buôn xâm rạp lụng chát mình chê vỡ rạ bần tà bát xin nát xin nát nâng kỳ điên phê chá xôm lụng chát bạc bạc tẹp chạy buôn dạng cho rư có sang ở tại bà tây bà ông nàng cạch giải thơ tàu tam bồng non rồi bà ông đập bây bà giói bất sạch là xóm à rô tình yêu người ta chếp xóm à tà mô tình yêu bồn xóm à nô mô tình yêu nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau phần nghi thức cúng dường Y Kathina của chư tôn của toàn thể gia đình thí chủ tại Campuchia, gia đình thí chủ tại thành phố Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã thành tựu công đức. Tiếp theo là phần cảm tạ của ban tổ chức. Phần này chúng con thành kính đê đầu kính thỉnh thượng tọa Lý Hùng trụ trì chùa Pituko Sarangsay, trưởng ban tổ chức cung thỉnh ngài có đôi lời đến toàn thể gia đình thí chủ và toàn thể chư nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thu Ratanatiya Sahang Wan Tiami. Khnhom prakaruna som lomot lomon kai krap thvai prakum prachum bai nai patrai rot mien praput pratha prasang che ti pung ti ralak. Som aphivan banton kai krap thvai prakum chumpuh propachia
praniem tham apanya li sang đại chia prame quân ta sang samaki sneha chiet ti krong cần thơ som phai bậc cung chung quốc rope chia yen thep đại chia anu sang kha pi bal put sasana het an yang prom teng pe chau awah wat sri mang kol sa kua parai prom teng và tây chư quân đại chư bậc cha hạt thịt ca niên niêu vọt nơi nôm pin nôm pin thì còng cư thanh ông campuchia rom tiếng prakarana tiếng lai của bà ông ban công chăm bảo san vọt tu khổ sa răng say ngày ní vọt bị tu khổ sa răng say bờ sông ban công chăm bảo san chấm nuôn bẩn buôn ông dây ta phật bảo di sát nơi campuchia nâu cái lấy tiền giang rom tiếng Phật Thập Bảo Đại Sát Nô Tì Cổng Cần Thư Bạn Tạc Tên Chị Ông Cần Thân Đà Tiên Phụ Đông Tên Ông Phá Ca Bò Rì Hoa Nên Nìa Bạn Hay Chôn Mục Căn Vọt Vì Tù Khô Sa Răng Xây Phụ Đông Tên Bạn Quê Bà Kênh Bạn Quê Bà Kênh Đó Vì Khô Sông Công Trăm Bà Bà Sa Nô Tì Nì Nhâm Căn Nát Ma Phiếp Xôm Đồng Nàng Hồi Bà Sông Bạn Công Trăm Bà Bà Sa Nô Vì Tù Khô Sa Răng Xây Miền Sạch Ở Đây Trích O rích rê con phẩm màn châm phua sạch thịa chết thật là rộ bọc ổ ba sọc ổ ba sạch ca dây ta lẹ cắt vì bật tế mùi căn bật tế mùi đầm bây nâng bẩm bình của sol phá lập bôn cứ thà tâu tam bút tà sát sàn à rộ ông trông bà nhạt chì bì xe mình mến tay chân năm ní ấy cứ thà chìa chân năm qua đặt thma phía bàn co sang sầm rách nâu rô ngô bò sạch thà kia bà vừa hìa cứ thả bật to có sang nâu xa mạng ác quất hay nâng rung xa mắt thị nền nê để ra mặt thà ni vọt nhóm cả nạt mạp hiếp bàn có sang chết mạp hay cho nam phái xôm rồi các đòi dây ta bàn chế điệp cứ thả tóc tóc xót đôi tực nốt bình bẩm buông dây ta nơi Campuchia bàn quay bà lại tức chế tỏ hô nâu cục ti cục cực lệnh tặng ốc thưa ôi tin đi sầm bù tọa đôi xây na sàn nặng sầm đập đầm con nâu của Phật Sa Sơn Na khi mà đã chết ở ngoài dương hai đôi chân này khi ông cả nạt mà phê do khơi thả ốp bạn đi say vì Phật chết cứ thả miền chân chết na cứ thả về ta ban miền ốp bạn đi say cho mũi Phật sang nâu tin đi tục tục đôi chưa ba sọc sọc ba sĩ ca tin đi ban cứ bồng pin co sang tăng làm vi vọt để phục chủng tuân vọt để khoác hát cứ thật khám mến tì cổ rốt bố chìa sơ tạch khám mến để bê đi lại chìa vọt mùi để scam sky nâu sách nâu cần đảo tì cổ rộng hay mến chân chôn bố bênh tổ đôi là khả nắc vọt bà thoa rộng bọc khi mà ra chết xâm rạp ôi chết sắc nè nè kì cổ rốt bố chìa nê chìa bôn xâm rạp tô bà chú bôn cổ tục đi chìa nà cốt đô thông thính nà hẹp đôi chân này hơi dù là khuyên thà thòm mà dìa tra rộng bọc ở ba sắc ở ba sĩ ca chơi một nâu ở Tây Việt Nam miền chỉ trên khách đôi chìa tì cổng Cần Thơ khách Bình Liêu khách Trà Vinh Prom Tăng khách nâu Bà Rịa Vũng Tàu chẳng tế không đồng nợ được bỏ dây ta bột bòi sát nâng nâu quên á chậm ngày rộp bọn cổ lô mét tơ tại tháp bàn khách đôi chân này khách nhầm cạc nạt mà phiếp xôm xin ngay sổ sơ nâu bọn nhà rẻ xây cư cầm nô bọn đồ thung từ lung từ lê và dây ta một đồng cò không tin đi cờ xôm và các đó là các sạch tê vô đa rô cà tê vô đa phù mê tê vô đa chui áp vị ba thay đặc xa đó dây ta bởi chế bọn tập bò đi sát nâu Campuchia tầng mùl bọn tăng nhầm cà nát mạp hiếp bàn đếp chăm tạc tên tổ đôi đếch đỡ chú ông quý cư thà nâu ca cầm quạt hát nâu đôi ca và cam bị chạy cam mà nô cam ở đây đôi ca chế tần na có xôm dê ta bồ tát bồ đề sát khăn tây phi tốt phi pro cả nặc cam ca chất tăng miền tây và sang hay nâng cồn ôn đây chia sâm ni sát dê ta bồ tát bồ đề sát mai nô tín đi của tịch tuệ đôi chân này hơi nhom cả na tham phiệp của xôm nó ở quân đal về chào thì ca cầm muôi bỏ ong để tập nên một một lực tì muôi nâu và nhóm cả nạt mà phía bàn khơi chỉ đẹp sạp cơ xôm tiêu đa tăng mùi mơn lúc cần thiết chùi thay ra xa đó là Phật Thật Sa Sơn Na thay ra xa đó là Phật Thật Bảo Đại Sát chụp tay sẽ kể đây sốc đây chậm rợn
ពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការសម្បត្តិសុខសម្បត្តិសួរសម្បត្តិព្រះមហានុពេនជាទីអមតៈសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងរបស់យេតាយ៉ាងណានាសូមបានសម្ដែងសម្ដេចដូចជាចារនោះប្រាថ្នាកំបីក្លៀតក្លាយទៅជាប្រការៈដ៏តិឡើយសូមចេញអនុមោទនាសាធុសាធុនមោបំសឺធិការមុនីហ្វឹកងើងបីបាត់ទឹកអឹងគុំវិងត្រី Phật Pháp Tăng Tam Bảo, Kính Bạch, Nhị Vị Hòa Thượng, Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, Kính Bạch, Chư Tôn, Đức, Tăng, đại diện cho các tỉnh, thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ cùng quý Phật tử, thưa gia đình Thí Chủ Lê Thị Mầu, Pháp danh Diệu Tấn, gia đình Thí Chủ Nguyễn Thị Tuyết Lan, Pháp danh Ngọc Ngợi cùng gia đình Thí Chủ ở Phnom Penh. Nhân duyên lành ngày hôm nay, thể theo truyền thống của Phật giáo Nam truyền, sau mùa an cư kiết hạ 3 tháng của chư Đại Đức Tăng, thì chư Tăng dừng bước dân du để chư Phật tử chúng ta cúng dường Y Ca Thi Ná tứ sự. Duyên lành ngày hôm nay, gia đình Thí Chủ Diệu Tấn, trước kia là cô Năm, là chị của gia đình Thí Chủ, đã xin phép chư Tăng làm lễ dân Y Ca Thi Ná tròn đủ 20 năm tròn. Đến giờ phút này thì quý vị đã tiến hành lễ dân y Ca Thi Ná cúng dường nhiều tỉnh thành, nhiều ngôi chùa được khang trang, được làm lễ kiết giới xây ma. Và chư Tăng cũng xin tán thán công đức của gia đình Thí Chủ, nghĩa là trước làm lễ cúng dường dân y Ca Thi Ná tại đây thì quý vị đã tổ chức dân y tại chùa Pô Thi Sâm Rôn ở dòng riền tỉnh Kiên Giang. Quý vị không quản ngại đường xa xa xôi, quan đặng để cùng tổ chức lễ dân y Ca Thi Ná, có sự chung hùng phước của tất cả gia đình Thí Chủ, gia đình Thí Chủ Ngọc Ngợi, gia đình cô Mai, gia đình cô Ba và gia đình Phật tử Minh Thành, cũng như gia đình cô Sáu, cô Bảy, gia đình bé Sáu và gia đình Ngọc Nguyện, chị Sina, cũng như tất cả chư Phật tử chung hùng phước. Phần ban tổ chức tiếp đón trong lúc hành lễ cũng như đi đứng nằm ngồi của gia đình Thí Chủ, cũng mong gia đình Thí Chủ chúng ta hoan hỷ cho ban tổ chức, mong rằng phần phước báo phát sanh trong ngày hôm nay thì cũng chia đều đến tứ đại thiên dương, một là Đức Vua Cô Vi Đá, hai là Đức Vua Thetarattha, ba là Đức Vua Rù La Ha Cá, bốn là Đức Vua Rupa Cá, Chúa của chư thiên và nhân loại, nghĩa là xin chứng minh phần phước báo trong sạch của gia đình Thí Chủ đã làm trong ngày hôm nay, và cũng xin chia quả phước đồng đều đến toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử chung hùng phước y và tứ sự vật dụng phụ tùng dân cũng đến chư Tăng mãn khóa an cư kiết hạ 3 tháng. Phần phước báo phát sinh trong ngày hôm nay cũng xin chia quả phước đồng đều nhau cả thải, nguyện cầu đến chư thiên, xin thì từ gia hộ đến gia đình cô Sáu, cô Bảy và gia đình Thí Chủ gặp được sự tấn hóa, sự lợi ích và sự bình an lâu dài, nhất là sống lâu trường thọ, làm bóng mát cho tất cả con cháu trong gia bằng quyến thuộc để nương theo gót chân của gia đình Thí Chủ. Và nguyện cầu đến ân đức Tam Bảo luôn gia hộ đến quý vị gặp được sự an vui, sự tấn tài tấn hóa, sự lợi ích và sự bình an lâu dài, nhất là gặp được bốn pháp chúc mừng của Đức Phật là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ, và gặp được ba cảnh, một cảnh trần gian, hai cảnh thiên đàng, ba cảnh đại niết bàn. Nếu chư vị có ý nguyện thế nào, xin được vạn sự như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hộ tế vi ma na sa cha mang ca le ni a cha thế yong a kang kham na sa ta na pro im ta mang a se van de a cha pi a le nang ban di ta nang cha se van na poi che cha poi cha ni ye nang e tam mang ca lam ba ta ma pa te ro pa ten Pāpē cakata pānyata ātta sāmmā pādai Māṅkala bātta māṅ Pāñca vinaya ca sakai sita sapiya sata ca yeya viya ca etta Māṅkala bātta māṅ mētān Này prasang tiang puang satya sa thay pavan tu te sua sday tiang lai cho miyan Nek oi ban sam kal sap ve liya som phol nay chan de chriak
nam praratana trai no phal le cho chia phal samrai phal samrai cho chia phal samrai sa thuộc sa thuộc sa thuộc tầng ọt nè bùa chồng khói dân bồn nắng dân bàn sa thuộc vô bồn nắng tốt khăn ông chất hai bàn và một bồn tầng ọt nắng đã bây dân một tư bồn khổ sơ rồi bỏ dân chung đoàn mẹ ta bây ta cử ụp chê dê cha như tạ ca đã gót bàn bài ca em đê khăn tạ canh lục hàng mốc nâng bàn an mô tình yên dốt nâu chậm nay bồn đại côn trao bàn thuê cả thân nâu khăn này nì chẳng thể dương xôm tăng chất an mô tình nê tốt lòng chất dương ngoài bàn khăn cực cực nê xôm an mô tình nê bồn xôm an mô tình nê nam ha khô sơ xôm ngoài bàn rùa chạp phật bàn 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 sốc cho bàn cực cực bàn cực cực nê nàng ai bàn chẳng thể xôm khám hạ tu bật sáng tạc ọc nê ốt tà mẹng kê na văn tê hàng ba ta bàn sông vô ca li tao tơ sao buồn thô kha ma tô tăng ma mang ốt ta mang kê thọ mạnh cha thu vi thiên hoa rang thọ mê vô thọ mô kha ma tô tăng ma mang ốt ta mang kê sang khi vô khá li tao tô sao sang khô khá ma tô tăng ma măng nhóm prakarana khăn niêm chế nạ đất nôm thom dịch ra tăng hai trai dì hoa kà thân vô ma vi pra kinh châm bố bì khô sang nâu khăn vọt bì tu khô sạc ràng say tì khăn bê kà say ai lâu ni khăn prakarana tăng lai ban chặt chay trong đất nâu bạch chay sầm ra pra sang đại ca cường cả thân rồi bỏ khi ông bà ca ra nà ní miên chùm nuôn bì liên bàm bê rồi bọn tông bàn tố bỏ bà sang đại ca khâu hai cứ bà sang đại ca cường cả thân là tiên rồi bỏ khi ông bà ca ra nà ní cứ miên bà chạy buôn xâm ra bà kênh bà sang ông nút nông mùi ông bàm rồi bọn tông cả nà hai bà cháy đại bà ông trâu cung hát tập ba mùi ông miên bì rồi bọn đồng hai mùi bà ông tiết bà cháy xa mẹ hát tập ba mùi ông miên chùm đuôn bì rồi bọn đồng đàn ó miên buôn bà ông miên chùm đuôn mùi ông bì rồi bọn đồng ó bà mây bà kà cung kà thân nó cư miên bà cháy bà mùi rồi bọn đồng cà nà hai bà ní sẵn có trái cầm à sân hai miền phân bà sát dương nó xa thuộc chân sập rõ chất bốn nó màu cầm bì sọc sách khen dương miền lục cừu ạ cha sinh bàn chú bốn cả thân là tiên chùm đuôn bì rồi bọn tông hai lúc bàn tích hiếm thi sung nó sọc sách khen khang dưới cầm miên bạch cháy cầm nốn pi rối bọn tông chuột bốn cả thân là tiền hai bàn tóp máu thị nà rê đê đê nè nó khang sốc trăng miên bạch cháy cầm nốn pi rối bọn tông là chuột cả thân hay nế ấy công máu ấy nế khang bạch cháy phóng miên bạch cháy chuột cầm nốn ha sắp bàn tông nào khang sắp tăng như này xa thụ xuống bàn tông tăng ốc nè ná cho nên bà cháy ấy bà cháy kà là cả thân là tiền nên cứ bà cháy xâm ra bà kênh rõ bát bà sáng tăng bà buôn ống miên bì liên bà bê rôi bàn tông cả nà ô hai chẳng tế khem cả nà xuống bà kênh này
cầu mong cho các vị ấy hàng đưa sự an vui do sự phước bao mà chúng trong sạch làm xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo của đại lễ dân y ca thi na mà chúng con làm trong ngày hôm nay. Sa thố lành thế. Xin mời tất cả gia đình thí chủ và toàn thể chư nam nữ Phật tử chúng ta đảnh lễ Tam Bảo Tam Bái và đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Tam Bái và hoan hỷ nghỉ giây lao trong giây lát. Ban tổ chức sắp xếp đổi hình cho chư tôn Đức Tăng ngày đi bát. Xin quý Phật tử chúng ta làm theo hướng dẫn của ban tổ chức. Và đồng thời ban tổ chức, nhất là đại đức thượng tọa trụ trì chùa Pitthuko Sarangsay, cũng xin được thông báo đến gia đình thí chủ thành phố Cai Lậy Tiền Giang và chư quý Phật tử tiến hành nghi lễ hạnh tăng sự. Sau khi chư tôn Đức Tăng thọ trai xong và sau khi toàn thể chư nam nữ Phật tử dùng cơm xong, bắt đầu tiến hành. Do đó, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tất cả chư quý vị nén ở lại. สาธุสาธุพุทธคุณนางธรรมคุณนางสังฆคุณนางคุณประพุทธเจ้าประเทียนคุณมทอเจียเงียนคุณมาสังฆสักไซไงนี่ประกอบโดยนักขัตฤกษ์นักโจกจีได้บานพรบเนาปิธีตักบาทดอกประสังเฮ้ยก็โสมลูกเยลูกตาลูกเมียลูกปีนบองโอนโกนคุ้ยเสียงอ้อได้เมียนสัตย์เทียเจียพลากนองพุทธศาสนาเฮ้ยระบานเสวดาสุราสรันบานประพรมเทวดาสไตรเทวดี ได้โลกทัดเนาที่ทานากระโสมอ้อยปัวสับซาสุกาตอลูกตาลูกเยลูกเมลูกบีเยิงแต่ว่าได้บานตั้งจัดปัฒนาเนาพิธีดักบาดนังหายกระโสมอ้อยเยตาเมียมีปุตตะบาริสัตได้บานไอเจยโมขนมพิธีปนนังหายกระโสมอนโมตเนรบอลูกเยลูกตาลูกเมลูกบีได้บานดักบาดต่อประสังปัฒนาเจตนากระโดยกระโสมไอบานสำไร โดยปมนองปัฒนาตวังสาธุสาธุเรียอนุโมเตนังให้สาธุเรียสัพพะโปรสไรเมียนดวงสัทเทียสำแดงเนาจตนาดับบริสัทบริบูรณ์สมาสาเจมาปัญญานิเนกทั้งลายเมียนสัทเทียวิสัทปรำไพรปัญจทวบันกุศลนิเนจบรานพัลคุณกระองปุตตะศาสนาพระพรหมอังอันพระอรณัฐ ปฏิสมพลนี้เนี่ยทั้งหลายอันได้ตรัสแหตตั้งสถัดเนาทานปิรมสมโลกอ้อยปัวสมาสาปนเรียสมสับสบายสวดสลายเยียกยำทนังคือตราประเสริฐสลายสลับสวายเต้าประปุตปทาประสังสอกสัวปิรมในเปลี่ยนเกียรติร้ายกุศลนี้เนี่ยเอ้ยพิเศษดาดมาจะทานอดดำปิรมบุพหาจะทานกัวกาปซอยสัวสอกขา ก็สมก็สรบอ้อโลกแนกได้บานตั้งจัดเฮยพัฒนาเฮยโนก็สมก็สร้างนี้แต่งตามโดยฐานบกจุยยงสังนองอังไกยาดักสมัยเจียสละดักซาออยศพพอเมียนกุญจรันไปเมินบวนปอนจุยประจากเนาอักกศลตกกาอุกาสารหังบริษัทยืงยำ สมตังสติเวียจ้าเลิกได้บังคมประนำวานเตียสมอ้อยอ๋อโลกแมกแต่เมียนไปเสพประมอกเกียร์สลากนองปุตตะศาสนาอ้อยก็สมอนุโมทเนียสาธุสมอนุโมทเนียโนมักพาลบาลลูกเยลูกตายยังบานก่อสร้างสมอนุโมทเนีย Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong không khí
trang nghiêm và thanh tịnh, được quý vị Phật tử đã đến cúng dường đạt bát hồi trong cái ngày lễ dân y ca thi ná tại bổn tự này. Và trong lúc hiện tại đây, với phước báo thanh cao và đem tấm lòng cao quý nhất của quý vị Phật tử trong ngày hôm nay, đây là niềm vinh dự của quý vị đã tạo cho cơ hội đời sau càng đạt được an vui và sáng suốt hơn. Vì vậy, từ đây vì sao quý trọn đời Phật tử cố gắng tránh tất cả điều ác, làm tất cả các nghiệp lành, làm đó là làm cho chính mình chứ không làm cho ai khác. Đạo Phật coi như là đạo cứu khổ ban vui, mà cứu khổ ban vui chỉ cho mọi người con đường nào đi đưa đến sự an lạc, con đường nào đưa đến an vui. Và các sự ấy hàng đến cho người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo. Và trong cái ngày lễ hội dân y ca thi ná tại bổn tự Pitukho Sa Aren Say tại thành phố Cần Thơ nay được long trọng cử hành lễ đạt bát hồi, và để quý vị có cái cơ hội tạo phước lành, và chúng tôi cũng xin cầu chúc được phúc đằng hà sa, phúc quý lạc thiên. Trong gia đình là quý vị là người đại phước, sanh con trai là đáng tu ni năm tự, trọng nghĩa ngụ thường nhân lại nghĩa trí tính, sanh con gái là có đủ đức đôn ăn ngôn hạnh, có cháu sẽ ngoan hiền lễ hiếu. Cầu xin oai lực Tam Bảo giá hộ, tâm linh các bậc hữu âm đã quái dạng, có cha mẹ ông bà thầy tổ càng quyến thuộc, thoát khỏi cảnh thống khổ các ba đàn, hóa sanh nơi thiên đàng và thành thánh an vui và cực lạc nếp bàn như ý. Nguyện riêng quý vị sống trong hiện đại cầu xin cho được phước đức tới hậu, sống lâu tài giỏi, học hỏi thông minh, sắc đẹp thoáng tính, dáng hình dễ thương, dưỡng hoa quả phong phú, sức khỏe đầy đủ, đi đứng nằm ngồi đều hưởng được hạnh phúc vô sang. Som anumodaniya, sa thu sa thu ria anumodaniya ngay sa thu ria sabbara pro sri men duong sat chia sam dai nau chatana da bari sot bari mo samasa chia maha panyo ni nek tang lai men sat chia vi sot pram prai padai chat thua bon kusal ni nei chamran phal kun khong putta sasana pat prom ang an pra arona thapadai som phal ni nek tang lai.